Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ cắt những cây nha đam già mình trồng lại. Đây là khu vườn nha đam nho nhỏ bên hông nhà của mình. Ở đây thì mình trồng chậu xi măng có, thùng xốp có, và trồng trong những cái chậu nhựa C12 cũng có luôn. Như cây này cũng vậy, mình trồng thường rơi vào khoảng năm thứ tư thứ năm trở đi thì bẹ nó nhỏ và sinh bẹ rất là ít nha. Như bên trong nè, mình thấy bộ này thì bẹ nó cũng còn lớn, nhưng mà bên trong cái bẹ bên trong nó sinh ra những bẹ mới nó chậm hơn. Vì thế mình cắt luôn, mình cắt ngang mình trồng lại. Như những bụi này thì mình nhìn thấy bên trong nè, cái khả năng sinh ra bẹ mới á nó nhiều nha, nghĩa là cái chớp nó xòe ra rất là nhiều bẹ. Đối với những cây nha đam này thì nó cao, nó nhóng khỏi mặt đất rất là xa, khoảng 2 tấc hơn. Cái bẹ mới nó sinh thì nó ít hơn và bẹ nó rất là nhỏ. Đối với cái bụi này thì mình sẽ thu hoạch những cái bẹ già nha, trước khi cắt các bạn nha. Này có 2 bẹ già nè, mình sẽ cắt, mình lấy vô mình ăn. Đây 1 bẹ. Rồi bẹ bên đây mình sẽ cắt luôn. Rồi còn lại như thế này mình sẽ cắt mình trồng. Thì mình can sao xuống khoảng 5 cm mình cắt ngang, nửa rễ nó sẽ ra khúc này nè. Mình cắt ngang đây đi. Đây. Như thế này mình trồng lại khoảng 2 tháng rưỡi à, 2 tháng rưỡi là nha đam nó ra bán rễ rồi. Đây mình nhìn thấy có cái nốt rễ cũ nè, nữa nó ra vòng vòng xung quanh đây nè. 2 tháng rưỡi là nó có bẹ nó to trở lại. Thì cách này thì rất là nhanh so với mình trồng cây nha đam mới, trồng từ cây con. Giờ mình lột sạch cái cuống này nha, để nữa cho rễ nó ra xung quanh nè, xung quanh những cái đốt cái mục thân nha đam nè. Rồi mình lột như thế này. Thông thường á thì mình để vài tiếng cho cái vết cắt này nó khô rồi mình trồng lại. Còn không, mình trồng liền á thì trong cái chậu đất mình để nhiều cho cháu chút xíu. Rồi mình đi qua chậu đất mình trồng. Rồi bây giờ đây chậu đất mình chuẩn bị sẵn rồi nè. Thì cách trộn đất á thì trong những video trước mình cũng có chia sẻ, các bạn có thể tìm và xem. Đối với như mình dăm nha đam thì mình sử dụng nhiều cho cháu một tí. Đây thì mình sẽ, nếu trồng liền á, mình nhúng này vô cho cháu nè. Nhúng vô, còn không á thì mình khoét cái lỗ mình bỏ cho cháu nhiều nhiều vô. Thường nhựa mũ nha đam á thì nó cái tính sát khuẩn của nó cũng rất là cao nha, cho nên nó cũng dễ, mình trồng lại ít khi nào nó thối cái mặt cắt này lắm. Cái chỗ này thì mình để cho cháu vô nhiều nhiều chút, chỗ cái lỗ mình đặt nè. Rồi mình can cây ngay giữa chậu mình đặt thôi, cho nhiều nhiều cho cháu vào. Đây mình cắt mình trồng liền nha. Thường thường mình có thời gian thì mình để cho nó vài tiếng đồng hồ. Rồi giờ mình thêm đất vô cho cây nó vững. Cái cây này nó ngã nó siêu quẹo rồi, cho nên mình cứ canh giữa chậu mình ấy đi, cái thời gian nó ra rễ cái nó thẳng lại ha, bẹ nó thẳng lại. Rồi như thế này là xong, cây nó vững.
đất nó khô á thì mình sẽ tưới một ít nước. Đây nước đây, tưới cho vừa ẩm thôi rồi mình bưng chậu vô mấy nhà mình để. Thì cách này thì mùa mưa mùa nắng gì mình cắt cũng được nha Đam, nó không có thối nha. Đây mình hay làm. Đây kê cái này lên nó nặng quá nó sẽ ngã. Rồi, như thế này. Xong một chậu cắt. Đây hai chậu mình đã cắt mình trồng sang cái chậu mới à. Bữa nay hết chậu trồng trong chậu bé. Thường thường mình trồng trong những cái chậu C12, 13 thì mình để luôn. Còn chậu bé này chắc thời gian mình phải thay chậu. Rồi mình sẽ bưng hai chậu này vào trong mái nhà các bạn nha. Thường vào mùa mưa mình để trong mái nhà từ 3 tầng đó, 3 tầng mình mới đem ra ngoài. Thì cỡ đó thì những cây nha đam này nó bắt đầu nó rễ nó ra thì bẹ nó sẽ hết héo và nó xanh trở lại. Thì mình mất khoảng 2 tháng rưỡi 3 tháng nha. 3 tháng thì có bẹ mình cắt ăn được rồi. Đây. Mình gãi một ít cho cháu lên mặt chậu luôn nè. Đối với nha đam cắt này mình trồng lại thì các bạn đã sử dụng cho cháu nhiều nhiều nha. Mình lúc mà mình móc cái lỗ á, mình để cho cháu khá khá vào, mình để cái gốc nha đam vô. Thì cách này thì nha đam mình thấy mình trồng, mình cắt mình trồng nó không có bị thối. Cây nào thì nó cũng sống hết, cũng ra rễ hết nè. Thường mình trồng từ cây con như thế này nè. Thì mất khoảng tháng thứ 7 đến tháng thứ 8 mình mới có bẹ mình cắt ăn được. Như những cây này nè, dưới 1 năm nè, bẹ nó còn nhỏ nhỏ không à. Đây. Chậu bên đây nữa nè. Mình trồng lại từ những cây mới thì rất là lâu nha. Cây nào già thì mình cắt thì mình chịu khó khoảng 3 tháng à. Cây này đang tốt nè, mình thấy bẹ nở xum xê luôn. Đây cái chậu xi măng tự đổ bên trong đó cũng tận dụng thùng xốp nữa. Ngoài kia thì mình trồng trong những cái chậu nhựa, trong nhựa 5 tấc. Mùa mưa thì nha đam con nó nhảy cũng nhiều lắm. Ngoài kia mình thấy có mấy cây nó nhảy con à. Rồi thôi chắc mình dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.